Mình đăng ký con gái còn không vậy? Anh Dũng, anh Tiên Văn là nè. Để rồi thấy lỡ nở lỡ duyên, bên đà đã có tiền quyên. Đỏ tình cặp bắn lỡ duyên. Hà Phương bên giờ sao mấy chuyện nè. Số nam bị bình tĩnh ẩn quá vậy biết. Có muộn màng và phượng hồng thấy phượng hồng mình cả hai đều an bề gia thân. Phượng hồng em bên cạnh chồng con còn anh vợ trẻ con. Còn tim chưa một lần biết rung động vì ai. Đâu phải riêng mình anh thơ thần mê say. Công buộc thức trong mơ lòng thế chưa một lần biết nhớ biết chờ mong. Mà bây giờ cho người bao nỗi buồn thay
đành chắc ông tớ sẽ lộn mối chị hồng. Người mình thương sao không phải là chồng, để đêm về chung chăn chiếc mông như con thuyền trôi dạt giữa dòng mà sông. Giữa trời biết vào tay ai, mẹ cha xót thương đời con, thật làm con áo mặc sao qua khỏi đầu. Giá thì phải chồng mà phu, cha mẹ đặt đâu con phải gần đâu, đâu dám cãi lời để mẹ lo âu. Chuyện chúng mình hãy cất giữ trong tim, xin đừng lưu liên. Có thương nhau mấy thì số cũng phụng võ. Cảm ơn cả nhà có vỗ cho tôi phụng võ nữa.